Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt được đối tượng đục cây ATM để trộm tiền cách đây 3 ngày. Đối tượng là Nguyễn Quốc Nhật, trú ở phường Hòa An, quận Cẩm Lệ. Đối tượng bị bắt giữ tại Phú Yên khi đang trên đường lẩn trốn vào Nam. Tại cơ quan công an thì Nhật khai nhận là do bị thua lỗ khi đầu tư vào tiền ảo, không có khả năng chi trả nên đã nảy sinh ý định là đục cây ATM trên đường Lê Duẩn. Đối tượng mang theo máy cắt, xà beng để thực hiện hành vi và cướp đi số tiền là 175 triệu đồng. Sau đó, Nhật tiếp tục nạp tiền vào tài khoản trả nợ và tiêu xài.